Mời chào quý vị khán giả đã đến với kênh Tin Mới, kênh cập nhật liên tục và nhanh nhất những tin tức nóng hổi trong nước và quốc tế. Đến với bản tin ngày hôm nay, hãy cùng điểm qua những tin tức hấp dẫn nhất có trong ngày. Thưa quý vị, tuần trước thì thời tiết cực kỳ nóng ở Bắc Bộ, nhất là phía Tây của dãy Hoàng Liên Sơn do lượng mưa gia tăng ở trong tuần này và chịu sự khống chế của áp cao lạnh lục địa. Nhiệt độ có xu hướng giảm từ Tây sang Đông, mây diện rộng và mưa rào sẽ sớm gián đoạn ngắn hạn, nhưng từ đêm hôm nay và ngày mai sẽ quay trở lại và sẽ liên tục liền mạch dài ngày sau đó. Khó có thể nhìn thấy mặt trời toàn diện trong vòng một tuần, hầu hết nhiệt độ cao nhất ở thủ đô Hà Nội, Nam Định và Hải Phòng tuần này đều dưới ngưỡng là 31 độ C, thấp hơn bình thường cùng ngày. Ở tại khu vực tỉnh Điện Biên, nhiệt độ sẽ vẫn còn hơi cao vào buổi chiều trong nửa đầu tuần và sẽ giảm đáng kể khi tiếp tục có mưa rào vào nửa cuối tuần. Đối với khu vực Tây Bắc Bộ, do đường đi dự báo của trận bão ở vịnh Bengal không chắc chắn và đang có xu hướng lệch Tây một chút đi vào ngã ba của Bangladesh và Myanmar, cho nên lượng mưa bổ sung do hội tụ gió trên cao từ phía Tây Tây Nam đi lên trong chiều ngày mai và ngày kia có thể thay đổi. Nếu lượng mưa giảm nhiều hơn dự kiến thì nhiệt độ ở phía Tây Bắc Bộ sẽ có thể sớm hơn tăng cao trở lại sau đó. Mùa mưa ở Tây Bắc có thể sẽ bắt đầu liền mạch được hay không thì chúng ta sẽ còn phải chờ những biến số lớn. Và sau đây chúng ta sẽ cùng đến với tin dự báo mưa dông diện rộng và mưa lớn cục bộ, lốc sét, mưa đá, gió giật mạnh ở khu vực Bắc Bộ, Nam Trung Bộ, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ. Thưa quý vị, sáng hôm nay ở khu vực Nam Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, lượng mưa tính từ 7 giờ đến 13 giờ ngày hôm nay có nơi trên 30mm. Như là ở Tân Thuận, Bình Thuận là 131,7mm, Hàm Cần của Bình Thuận là 65,2mm, Hòa Vinh của Phú Yên là 39,6mm. Dự báo từ đêm hôm nay cho đến 2 ngày tới, ở khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ có mưa, mưa vừa, có nơi có mưa rất to và rải rác có dông. Thời gian mưa sẽ tập trung vào chiều và tối, với lượng mưa phổ biến từ khoảng 20-50mm trên 24 giờ, có nơi trên 70mm trong 24 giờ. Ngoài ra, trong ngày và đêm ngày mai ở khu vực Bắc Bộ sẽ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Thời gian mưa vẫn tập trung vào chiều tối và đêm, với lượng mưa từ khoảng 10-30mm trên 24 giờ, có nơi trên 50mm trong 24 giờ. Cảnh báo hiện nay ở phía Bắc đang có một khối không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Dự báo khoảng ngày và đêm ngày mai thì khối không khí lạnh này sẽ có khả năng ảnh hưởng đến nước ta. Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nén rãnh áp thấp cho nên từ khoảng 2 ngày tới ở Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế sẽ có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông, với lượng mưa phổ biến từ khoảng là 20-50mm trên 24 giờ, có nơi trên 80mm trên 24 giờ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá, gió giật mạnh. Mưa to cục bộ có khả năng sẽ gây ra tình trạng ngập úng ở các vùng trũng và thấp. Thưa quý vị, theo các mô hình dự báo bão xa của các trung tâm dự báo khí tượng thế giới cho biết, hiện tại ở trên khu vực biển miền Trung của nước ta vẫn đang tồn tại một dãy áp thấp có trục là ở khoảng 13,2 độ vĩ Bắc, 110,4 độ kinh Đông. Dự báo trong khoảng từ 1 đến 2 ngày tới, dãy áp thấp này sẽ di chuyển chậm theo hướng Bắc và có thể sẽ mạnh lên thành một vùng áp thấp và có thể trở thành áp thấp nhiệt đới trong khoảng 2 ngày tới, với vị trí dự báo là ở khoảng 16,3 đến 17,3 độ vĩ Bắc, 109,2 đến 10,2, 108,4 độ kinh Đông, nằm ở khu vực trên phía nam của vịnh Bắc Bộ. Thì xác suất mạnh lên thành bão của áp thấp nhiệt đới này là không cao, nhưng quý vị và các bạn cũng cần hết sức đề phòng vì đây là thời điểm bắt đầu mùa mưa bão của năm 2023. Vì thời tiết cực đoan có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, chúng ta hãy nhớ lại cơn bão Chan Chu năm 2006 được biết đến là ở Philippines với tên gọi là bão Kalin hay là bão số 1 tại Việt Nam. Đó là cơn bão được Đài quan sát Hồng Kông đánh giá là mạnh nhất từng ghi nhận trên Biển Đông trong tháng 5 của các năm. Vậy nên quý vị và các bạn hãy theo dõi tin tức về thời tiết mỗi ngày. Chúng tôi sẽ cập nhật và gửi đến quý vị và các bạn trên bản tin hàng ngày. Tiếp theo sẽ là tin nhanh cảnh báo lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy tại tỉnh Bình Thuận. Trong 6 giờ qua, tính từ 8 giờ sáng cho đến 14 giờ ngày hôm nay, ở tại tỉnh Bình Thuận đã có mưa vừa, mưa to, như là ở Hàm Can là 88,4mm và Gia Huynh là 48,3mm.
cảnh báo trong thời gian tiếp theo ở tỉnh Bình Thuận vẫn tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến là từ 10 đến 30mm, có nơi cao trên 50mm. Nguy cơ sẽ xảy ra lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất ở trên các sườn dốc tại các huyện Hàm Thuận Nam, Hàm Tân và Tánh Linh. Tiếp theo sẽ là phần dự báo thời tiết chi tiết các khu vực trên cả nước trong đêm nay và ngày mai. Ngày mai, khu vực Hà Nội nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, ngày có mưa rào và dông rải rác, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá, gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 30 độ. Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực Tây Bắc có mưa rào và dông rải rác, ngày có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá, gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 2 đến 25 độ, có nơi dưới 22 độ, nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 30 độ, riêng khu vực Tây Bắc có nơi trên 30 độ. Phía Đông Bắc Bộ trời nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, ngày có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá, gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ, vùng núi có nơi dưới 22 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 30 độ. Khu vực Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, có mưa rào và dông rải rác. Chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá, gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ, có nơi trên 31 độ. Khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, có mưa, mưa rào và dông vài nơi. Phía Nam có mưa, mưa vừa, có nơi có mưa to đến rất to và rải rác có nơi có dông. Gió nhẹ, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Khu vực Tây Nguyên nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió nhẹ, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ, có nơi dưới 20 độ, nhiệt độ cao nhất từ 25 đến 28 độ, có nơi trên 28 độ. Khu vực Nam Bộ nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và có nơi có dông. Ngày có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Kính thưa quý vị, trên địa bàn huyện Con Plong, tỉnh Kon Tum mới xảy ra một trận động đất có độ lớn 3,0 độ Richter. Ngày hôm qua, Trung tâm Báo tin Động đất và Cảnh báo Sóng thần, Viện Vật lý Địa cầu, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam phát đi thông báo về trận động đất xảy ra vào sáng cùng ngày tại khu vực huyện Con Plong, tỉnh Kon Tum. Theo đó, trận động đất xảy ra vào lúc 6 giờ 45 phút 46 giây có độ lớn 3,0 độ Richter, độ sâu chấn tiêu khoảng 9 km, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0. Trung tâm Báo tin Động đất và Cảnh báo Sóng thần, Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này. Trước đó một ngày, tại khu vực huyện Con Plong cũng xảy ra động đất. Trận động đất này diễn ra vào lúc 3 giờ 20 phút 28 giây, có độ lớn 2,9 độ Richter, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,2 km. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai cho biết, từ năm 1903 đến năm 2020, khu vực tỉnh Kon Tum ghi nhận 33 trận động đất với cường độ M 2,5 đến 3,9. Từ tháng 2 năm 2021, động đất xuất hiện và xu hướng gia tăng. Từ năm 2021 đến nay, nơi đây xảy ra trên 300 trận động đất mới. Trong số đó, trận động đất cường độ 4,7 độ Richter xảy ra vào hồi 14 giờ 08 phút 4 giây là trận động đất mạnh nhất từ trước đến nay tại tỉnh Kon Tum. Trận động đất này gây tiếng động và rung lắc lớn, ảnh hưởng tới các khu vực lân cận. Đến nay, tỉnh Kon Tum đã có 8 trạm quan trắc động đất được lắp đặt tại các khu vực của thủy điện Thượng Kon Tum và thủy điện Đắc Rinh, huyện Con Plong. Hai tuần trước, một trận động đất khác có độ lớn 3,0 đã xảy ra tại khu vực huyện Con Plong, tỉnh Kon Tum. Theo thông tin từ Viện Vật lý Địa cầu, Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam, vào hồi 22 giờ 53 phút 59 giây giờ GMT ngày 28 tháng 4 năm 2023, tức 5 giờ 53 phút 59 giây theo giờ Hà Nội ngày 29 tháng 4 năm 2023, một trận động đất có độ lớn 3,0 xảy ra tại vị trí có tọa độ 14.845 độ Vĩ Bắc, 108.220 độ Kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1 km. Động đất xảy ra tại khu vực huyện Con Plong, tỉnh Kon Tum, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.
Hiện Trung tâm Báo tin Động đất và Cảnh báo Sóng thần Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này. Trước đó, khu vực huyện Con Plong, tỉnh Kon Tum cũng xảy ra một trận động đất có độ lớn 3,0. Tối ngày 24 tháng 4 năm 2023, huyện Con Plong, tỉnh Kon Tum xảy ra một trận động đất có độ lớn 3,2. Trong khi đó, chỉ tính riêng tối ngày 23 tháng 4, 3 trận động đất liên tiếp cũng xảy ra tại đây. Ngoài ra, trong tuần đó, động đất liên tiếp xảy ra tại khu vực huyện Con Plong, tỉnh Kon Tum với độ lớn lần lượt là 2,8, 2,7 và 3,2. Động đất ở huyện Con Plong, tỉnh Kon Tum được các chuyên gia Viện Vật lý Địa cầu nhận định là động đất kích thích xảy ra do hồ chứa thủy điện tích nước tác động lên hệ thống đứt gãy hoạt động bên dưới, khiến động đất xảy ra sớm hơn so với quy luật tự nhiên. Quý vị và các bạn thân mến, bản tin dự báo thời tiết của chúng tôi đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại ở những bản tin tiếp theo. Vâng, thưa quý vị, bản tin hôm nay tới đây là kết thúc. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin của chúng tôi. Chúc quý vị và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Nếu thấy hay thì hãy đăng ký kênh, sau đó nhấn biểu tượng chuông ở góc phải màn hình để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất mà chúng tôi sẽ cập nhật. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.